Hello, xin chào các bạn. Và mình là Skyler đây. Các bạn ở đây có ai nhận ra mình là Skyler không ta? Chắc mình đoán là sẽ có một số bạn không nhận ra mình đâu. Bởi vì ngày hôm nay mình đang mặc lên bộ đồ của SCP-8989 mà các bạn. Chán ghê luôn á. Bữa giờ một tuần lễ hơn rồi các bạn. Quân đội họ cứ bắt mình mặc vào cởi ra, mặc vào cởi ra cái bộ đồ này suốt à. Cái bộ đồ này nè, mỗi lần mặc vào á, nó vừa nóng nực nè các bạn, chật chội nè. Phải nói là nó khó chịu kinh khủng luôn á. Vậy mà quân đội họ cứ bắt mình thí nghiệm hoài à, các bạn. Mình đã gửi tin nhắn cho đội Cora cách đây cũng đã hơn một tuần rồi các bạn ơi, mà đội Cora không phản hồi, mình không nghe tiếng gì luôn các bạn. Không lẽ là đội Cora không nhận được tin nhắn? Đội Cora mà không nhận được tin nhắn hả? Chắc mình trở thành con chuột bạch các bạn. Chung đội họ thí nghiệm chắc suốt đời luôn các bạn ơi. Kỳ này xong phim mình rồi, tiêu đời mình rồi, tự nhiên chui đầu vào đây làm gì thí nghiệm. Giờ trở thành chuột bạch luôn rồi các bạn. Rồi mấy anh trai ơi, ngày hôm nay thí nghiệm em với món đồ gì nó vậy? Chán mấy anh ghê luôn nha, mấy anh cứ bắt em thí nghiệm suốt à. Đây các bạn, quân đội họ vừa cấp cho mình thêm một cây kiếm với lại là một khẩu súng rồi nha. Cây cung thì đã mắc rồi các bạn ơi, quân đội họ lấy được rồi. Bởi vì cây cung á, nó vừa nặng nè, sử dụng lại nguy hiểm nữa các bạn, cho nên là quân đội họ đã quyết định không cho mình sử dụng cây cung đó nữa, mà thay vào đó mình sẽ có một khẩu súng laser bắn đạn hơi bị mạnh nha các bạn, bắn đỉnh lắm luôn á. Rồi mấy anh trai ơi, ngày hôm nay cho em thí nghiệm với mấy con xe này đúng không? Con xe này là con xe gì đây ta? Nhìn nó cũng lạ các bạn, không biết là nó bay hay là nó chạy nhưng mà mình không thấy bánh nha các bạn. Có thể là nó bay quá các bạn ơi, mình thấy nó có bốn cái động cơ đẩy nè. Wow, bốn con xe hả? Mình nghĩ là mình sẽ chọn con màu đen mờ các bạn. Đây, con màu đỏ thì anh trai kia đang kiểm tra, con màu vàng thì nó bị hư rồi các bạn ơi. Anh trai đang hàng cái gì đây nè, chắc mình nghĩ là mình sẽ lấy con này thôi. Rồi mấy anh trai, ngày hôm nay cho em thí nghiệm với con xe này đúng không? Chán mấy anh ghê luôn á, đâu có nhiệm vụ gì không, nói luôn đi, em đi làm với em thử nghiệm luôn cho. Bài thí nghiệm à, nhiệm vụ à, đương nhiên là có chứ, chứ em quên rồi hả? Ngày nào mà chú em chả có. Nhưng mà khoan, chờ anh làm ngụm cà phê đã nha. Cà phê này ngon, cà phê này ngon. Mà tự nhiên mình quên ngang rồi ta, để mình xem lại đã. Rồi, ngày hôm nay chú em sẽ có một bài thử nghiệm và một nhiệm vụ. Bài thử nghiệm đầu tiên dành cho chú em đó chính là chú em hãy cố tập làm quen với mẫu motorbike mới này. Đây chính là mẫu motorbike thế hệ mới, thế hệ đầu tiên được thiết kế dành riêng cho bộ đồ SCP-8989. Trên con xe này có tích hợp một số tính năng như là bắn, bay, thậm chí nó có thể lội được trên mặt nước luôn. Chiếc xe này chỉ thiết kế dành riêng cho bộ đồ SCP-8989 thôi. Nếu như mà em thay đồ khác thì em sẽ không bao giờ sử dụng nó. Mà con xe này cực kỳ khó sử dụng luôn. Chú em khi sử dụng nó, chú em hãy nhớ cẩn thận nha. Nó khó sử dụng lắm luôn á. Cái này là toàn đang cảnh báo em đó nha. Rồi, và nhiệm vụ dành cho chú em ngày hôm nay đó chính là chú em hãy cố gắng đi cướp một cái ngân hàng gần bờ biển. Trong cái ngân hàng này có chứa một số dữ liệu thông tin mặt của quân đội. Và quân đội hiện tại đang rất cần lấy lại số dữ liệu đó. Chú em hãy cố hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt nha. Nếu như mà mắc sâu sớm á, thì tốt nữa. Trên bộ đồ đó thì hiện tại tụi anh đang lắp đặt một cái máy quay, nó sẽ gửi dữ liệu trực tiếp về cho tụi anh. Chú em hãy cố hoàn thành nhiệm vụ của mình càng sớm càng tốt, với lại là bài thử nghiệm ngày hôm nay nha. Rồi, chúc cho em may mắn. Bây giờ chú em có thể lên đường và đi làm nhiệm vụ cộng với bài thử nghiệm được rồi đó. Rồi, chốt luôn mấy anh trai ơi. Như vậy là ngày hôm nay mình sẽ có một bài thử nghiệm và một nhiệm vụ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tập làm quen với lại con motorbike này. Nhìn nó ngầu ghê luôn các bạn ơi. Để mình lên thử nha. Wow, khi mình lại gần các bạn, cái mặt đồng hồ nó tự sáng lên luôn. Đó các bạn nhìn nè, cái mặt đồng hồ nó tắt nha. Còn khi mình lên xe, ơi cảm biến mà các bạn. Ôi đã ghê luôn tơi. Ui, motorbike motorbike. Ủa, bay làm sao đây, bay làm sao đây, kỳ vậy. What the hell ơi. Ủa, sao anh nói là motorbike mà. Rồi xong phim luôn các bạn ơi. Mình tập chưa có quen nè. Sao ơi, gì vậy? Sao mà nó lên đầu không mà các bạn, nó không có bay. Chán ghê luôn á, làm sao để bay đây ta? Nào 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 nào. Ui các bạn ơi. Mình biết rồi các bạn ơi, bấm phím E, nó sẽ tăng tốc lên cho mình nha. Nó đất xuống, đất xuống. Ồ, phải như vậy chứ, ngon lành chứ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cướp ngân hàng nha. Mình sẽ đi lấy lại thông tin mặt cho quân đội thôi các bạn. Ôi, từ 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 từ. Ôi. Nó lượn được, nó lướt cũng dữ lắm các bạn ơi. Con xe này hơi bị hay đó nha. Nào từ 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 thôi, kéo lên kéo lên kéo lên đó, phải như vậy chứ. Nguy hiểm quá các bạn ơi, mình sợ mình té không à. À mình quên, để mình đòi cho nó nha các bạn. À, và hay còn nè, mất mình không biết là nó có mấy chế độ bắn nữa, hồi nãy mình quên rồi các bạn. À, ba chế độ bắn các bạn ơi, vậy là con này ngon đó chứ. Rồi bây giờ mình sẽ độ lại màu cho nó nha, cái màu này mình thấy không có đẹp các bạn. Ờ, mình đổi cho nó màu nào vậy ta? Wow, đủ màu luôn các bạn ơi. Xinh bơ này các bạn. Mà thôi, mình sẽ lựa chọn màu đỏ hoặc màu đen nha các bạn, cho nó phù hợp với bộ đồ của mình. Màu đỏ.
Đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà sao đỏ này nó hơi khác ta. Hết rồi các bạn ơi. Cái bảng màu mờ nó chỉ có như vậy thôi. Rồi, mình chọn bảng màu này luôn nha. Bay lên. Ui, được đấy các bạn ơi. Mình đang dần làm quen với lại con xe này các bạn. Mình thấy nó cũng khá là đơn giản đó các bạn ơi, chứ nó không khó đâu. Chỉ có lúc đầu lên đó mình không rành các bạn. Chạy đụng tùm lum tùm la à. Chạy quen rồi thì nó cũng dễ lắm các bạn ơi. Nào, bay lên. Đúng rồi. Từ từ thôi, mình phải tập lướt gió các bạn ơi. Biết bay là một chuyện nhưng mà mình phải tập lướt gió nha. Đây các bạn. Khi mà mình lướt gió được á thì nó sẽ đỡ tốn cái phần mà động cơ các bạn ơi. Úi, cái động cơ nó đỡ đẩy hơn. Còn mình không tập lướt gió các bạn, động cơ nó hoạt động nhiều hơn á. Rồi, cái ngân hàng đó đâu ta? Bây giờ mình sẽ vào đó, mình cướp thôi các bạn. Rồi mọi người ơi, cho mình xin nha. Đã ghê luôn các bạn. À, tới ngân hàng rồi các bạn ơi, tới ngân hàng rồi. Nào mọi người ơi, cho mình xin đường nha. Úi, trời ơi. Chạy làm sao mà tông lên cái máy hiên, té sấp mặt luôn các bạn. Mà công nhận con xe này nó có cảm biến hay ghê luôn các bạn ơi. À, thì sẵn đây mình sẽ giải thích với các bạn mà những điều mà các bạn thắc mắc ha. Đợt trước các bạn nói là tại sao trong biệt đội Cora con Cartoon Cat nó không xuất hiện theo nó hỗ trợ. Nó chỉ là một thành viên thôi các bạn, chứ không phải nó là dưới quyền của Cora đỏ nha các bạn. Nó cũng giống như là một thành viên bình thường thôi, có nghĩa là nó thích thì nó đi, còn nó không thích thì thôi. Nó là quái vật mà các bạn, mình đâu thể nào mình quản lý được nó đâu. Có thêm nói giống như là mình bớt một kẻ thù thôi các bạn, chứ thật sự ra con Cartoon Cat muốn làm cái gì là quyền của nó. Đội Cora không có quyền quản lý nữa nha các bạn. Rồi, thì mình biết chắc sẽ có một số bạn hỏi là nếu như anh điều khiển được bộ đồ này nè, anh điều khiển được luôn con xe kia, tại sao anh không trốn thoát nó khỏi quân đội? Là như vậy nè các bạn xem clip trước á, là trong bộ đồ này nè, nó có một cái công tắc nha. Nó có một cái camera, nó luôn luôn lúc nào nó cũng truyền tín hiệu về khu quân đội các bạn. Một khi mà mình có ý định mình bỏ chạy á, hoặc là mình muốn cướp, mình muốn đi luôn các bạn, thì quân đội họ sẽ tự động họ tắt cái bộ đồ này á, nó sẽ đứng yên luôn các bạn, nó không chạy được nữa, giống như đợt trước clip kia các bạn coi đó. Đó. Mình biết chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc về những vấn đề này, cho nên là mình trả lời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đây. Bắn camera hả? Ok, dễ mà. Nghề của mình mà. Đứng yên, không được chạy nha, không được chạy nha. Chạy báo công an là ăn đạn đó. Nè. Camera nè. Rồi, thêm một cái nữa. Rồi. Chỗ này nữa. Ok. Nào. Anh chị hay là bà chị gì đó lại mở khóa giúp em đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi, em không bắn mọi người đâu, nhanh lên đi nha. Lề mề lại bắn thiệt đó, giúp em đi, giúp em đi, nhanh lên đi anh trai ơi, nhanh lên đi anh trai ơi, thời gian là vàng là bạc mà anh trai lại mề quá đi à. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lại đây và lấy lại tư liệu cho quân đội nha các bạn, thông tin mặt của quân đội đó. Đúng rồi. Thôi cái gì vậy, lên 5 sao luôn các bạn ơi, lên 5 sao luôn rồi, căng vậy ta. Ở đâu nữa anh trai, ở đâu nữa anh trai? Ủa sao có vàng thôi hả? Ôi vậy là không ổn rồi các bạn ơi. Như vậy là ngân hàng này không chứa tư liệu mặt của quân đội. Bây giờ mình sẽ thử quanh trở lại ngân hàng miền quê nha các bạn. Mình nhớ là một trong 2 ngân hàng này sẽ có một cái ngân hàng chứa tư liệu mặt của quân đội đó các bạn ơi. Trời ơi. Mình đâu cần tiền đâu. Bây giờ quân đội họ đang quản lý mình mà. Mình có nhiều tiền đi mấy đi nữa thì mình cũng chẳng sử dụng được đâu các bạn ơi. Rồi bỏ vô túi. Kim cương với vàng hả? Bây giờ mình không cần đâu, mình cần cái gói tư liệu kia hơn các bạn. Rồi thêm nữa, không ổn rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình phải trốn ngân sách rồi, 5 sao luôn, trốn ngân sách khó dữ lắm. Nào nào, quanh ra. Rồi tạm biệt anh trai nha. Ủa, mình nhớ mình tắt sao rồi mà. What trời các bạn ơi, mình quên tắt sao. Mình phải mở lên chứ. Tự nhiên mình tắt mất tiêu luôn các bạn ơi. Bởi vậy vừa cướp xong ra ngoài cái thành công luôn à. Chán ghê luôn á. Ôi da. Bây giờ mình sẽ quay trở về miền quê bất ổn nha các bạn. Rồi. Tăng tốc lên. Đó. Bộ đồ này bây giờ quân đội quản lý rồi các bạn ơi. Bây giờ mình muốn gửi tin nhắn cho đội Cora cũng không được đâu các bạn. Nào 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 nào. Lướt gió. Ui. Từ từ thôi. À các bạn ơi, mỗi lần mà nó đẩy xong á các bạn, mình phải chờ đâu đó tầm khoảng 5 đến 10 giây nó mới hồi lại năng lượng nha các bạn. Chứ con xe này mình thấy nó cũng không phải gọi là VIP đâu các bạn ơi. Được cái nó có súng máy nè, bắn tên lửa nè. Ủa, mà bắn bằng lúc nào vậy ta? Ồ, mình đang chạy các bạn. Mình phải vừa chạy mà mình vừa bấm con chuột trái kìa, chuột phải các bạn ơi, nó mới chạy được. Nó mới bắn được nha.
Còn kiểu như mình điều khiển kiểu như vậy nè, bắn nó khó lắm các bạn. Rồi, lướt gió nè, lướt gió nè. Cố gắng lên nha, cực quá các bạn ơi. Tưởng nó là nhiệm vụ ngày hôm nay dễ chứ, không ngờ đến nó là không có. Căng thật sự luôn các bạn. Nào, bay 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 bay. Trời, dùng quay bất ổn còn xa lắm các bạn ơi, dùng quay bất ổn còn xa lắm. Nào, tăng tốc lên, tăng tốc lên, tăng tốc lên. Ây da, mình bấm lộn phía nghe các bạn. Nó bay một khúc luôn rồi. Ủa, trong cái xe của mình đâu? Đừng có nói là mắc xe nha. Thôi mà. À đây các bạn ơi, hên quá, hên quá, hên quá. Nó chưa kịp rơi xuống nước, chứ rơi xuống nước là xong phi luôn các bạn ơi. Quân đội họ cấp cho mình có một con một à. Rồi, mình đã đến ngân hàng rồi các bạn ơi. Chỗ này nó giật quá. Mình tưởng nó kích mình ra ngoài chứ. Đây. Mình đã đến những quỹ bảo ổn rồi các bạn. Vào đây để mình tìm thử nha. Nếu như mà không có thì mình phải trở về thôi các bạn ơi. Rồi, nhắn nghe. Đúng rồi, bây giờ mình lại bắn camera nữa hả? Mấy anh chơi không được chạy nha. Không được chạy, không được chạy. Mình đã bảo không được chạy, không được chạy. Không được chạy. Chạy ra ngoài là báo cảnh sát đúng không? Rồi. Mấy cái ngân hàng này các bạn, nó thiết kế khá là giống nhau luôn á. Nên những vị trí mà đặt camera giống y chang nha các bạn ơi, y xì nhau luôn á. Rồi. Anh trai kia ơi, trong đây có tài liệu không anh trai? Anh trai, trong đây có tài liệu không? Không có là em bắn anh đó nha. Em đi hết cái ngân hàng kia rồi đó, em không thấy gì đó. Bây giờ chỗ này mà không có nữa thì bắt buộc em phải bắn anh thôi. Xong cái này thì mình sẽ quay trở về khu quân đội nha các bạn. Nào 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 nào. Ôi các bạn xem nè. Mình bắn ngay màn hình luôn các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng có nói là vàng hay là tiền hay là kim cương nữa nha. Mình chán dữ lắm luôn rồi đó. Mình cần tài liệu mặt thôi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi các bạn ơi. Đây rồi, đây rồi. Đúng rồi đó các bạn. Nhiệm vụ này mới đúng nè. Nào. Nào. Mình nhớ nó có một cái túi màu trắng nha các bạn. Khi mà mình khoan xong cái tủ rồi nè. Cái tủ số 156. Đó thì nó sẽ có một cái túi màu trắng. Rồi, cố gắng lên nha. Cái mũi khoan này nó cứ đổ hoài à, bực mình quá trời. Nào, cố gắng lên, cố gắng lên. Một đoạn nhỏ thôi, một đoạn nhỏ thôi. Rồi. Rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Được rồi, được rồi. Được rồi. Ui. Cái này nó hơi lâu một chút nha các bạn. Mở cái ra, đúng rồi, cái túi đó đó. Chính xác luôn, chính xác luôn. Bây giờ mình chạy trốn cảnh sát là các bạn ơi. Ở trong cái túi này á thì nó có một lượng tiền nhỏ nha các bạn. Có 900 chín mấy đô các bạn ơi. Rồi con xe của mình. À, trực thăng hả? Này, cảnh sát này. Cảnh sát này, trực thăng đâu, trực thăng đâu? Trực thăng đâu? Trực thăng hả? Trực thăng hả? Ô trực thăng nè. Cái này bắn đao nó cũng mạnh lắm các bạn ơi. Chỉ có điều là cái tiếng nghe không có đã thôi, nó kêu chịch. Nghe cái tiếng này nó không có hay bằng súng kia các bạn. Nhưng mà được một cái là đam nó cũng ổn. Đó, trực thăng. Trực thăng hả? Bắn cho đã các bạn ơi. Mình trốn cảnh sát dễ lắm. Rồi. Sủi nha, sủi nha. Tạm biệt mọi người, mình đi đây, mình đi đây. Con xe này mình bỏ đây từ sáng đến chiều cũng không ai lấy được đâu các bạn. Nó được đồng bộ hóa với lại là bộ đồ SCP 8989 mà. Nào. Trốn cảnh sát, trốn cảnh sát, trốn cảnh sát, trốn cảnh sát, trốn cảnh sát. Đó, easy mà các bạn. Game là dễ. Ui trời, đừng có nói là trúng mấy cây xương rồng xong rồi té sấp mặt nha. Rồi đó các bạn ơi, đây mình lướt các kiểu luôn nè. Nó ui trời. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Đừng có để cảnh sát phát hiện nha. Chạy 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 rồi xong phi lướt bạn ơi, trực thăng đến rồi, trực thăng đến rồi, không kịp rồi các bạn ơi. Mình bị phát hiện rồi. Ôi ôi. Chán ghê luôn á, mình bị phát hiện rồi các bạn, mình bị phát hiện rồi. Leo lên. Đó. Chạy. Ui. Trốn cảnh sát là gì mà các bạn ơi, không sao đâu các bạn. Đây đây đây. Chưa có quen lắm các bạn ơi. Té hoài rồi ta. Cay ghê luôn các bạn. Ôi các bạn coi nè. Con xe của mình nó bay qua tới bên đây luôn á. Mình chỉ vừa mới quen dần thôi các bạn ơi, chứ không phải gọi là cứng đâu. Chạy xe chưa có chuyên nghiệp điêu luyện lắm ha. Tay ngang thôi các bạn, tay ngang thôi. Rồi, bay lên luôn. Cái này nó khó điều khiển nè các bạn ơi, nhưng mà mình lại thích.
Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Cho mắt sao đi. Rớt xuống luôn rồi các bạn ơi. Không được, không được, không được, không được, không được. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Rồi, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Bay lên luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Wow, các bạn nhìn kìa. Bây giờ là 3 chiếc trực thăng tìm mình luôn á. Không phải là 2 chiếc nha các bạn, mà là 3 chiếc luôn. Căng dữ vậy ta. Đúng là tài liệu mặt có khác mà các bạn. Rồi rồi, bay lên, bay lên. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay trở lại khu quân đội nha. Mình sẽ giao đồ lại cho khu quân đội các bạn. Từ từ thôi, từ từ thôi. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào mà có nước nhiều nhiều các bạn. Mình sẽ thử chế độ lọc nước của nó nha. Mình nghe quân đội quảng cáo rồi các bạn ơi, nhưng mà mình không biết nó có lọc nước được hay là không đây. Mấy lần hồi nãy là mình xém rớt xuống nước thôi à các bạn. Nào, mọi người ơi. Ý, trời ơi, lại té nữa rồi hả? Xe của mình đâu, xe của mình đâu, xe của mình đâu, xe của mình đâu rồi? Xong video luôn các bạn ơi, trực thăng đến rồi kìa, trực thăng đến rồi kìa. Ôi, đừng mà mấy anh ơi. Rồi con xe của em đã mất tiêu rồi. Mất tiêu con xe của mình rồi các bạn ơi. À đây, 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 hên quá các bạn. Mấy lần xém mắt á, mà nhờ mình tìm lại được. Đúng rồi, lật dây, lật dây. Chế độ tầm nhẹ này các bạn. Được không, được không, được không, được không, được không. Ui, cái gì mà trực thăng nó cứ quằn thêm mình hoài vậy ta. Cay ghê luôn các bạn ơi, cái đoạn hồi nãy xém chút xíu là mình trốn được trực thăng rồi đó. Mà tự nhiên mình bay nè, cái mình đáp xuống yếu quá. Té một phát mà cảnh sát tìm thấy mình liền luôn. Nè các bạn, chỗ này nguy hiểm nè, chỗ này nguy hiểm nè, chỗ này nguy hiểm nè. Ui. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, nào, đừng, 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 đừng. Cảnh sát thấy bây giờ nè, rồi xong phiên luôn. Nói ngay mà. Ui, lại nữa rồi hả? Đâu rồi ta, chiếc mô tô của mình. Nó rớt mất tiêu rồi các bạn ơi. Nó rớt liên tục luôn á. Ôi, xong rồi các bạn ơi, nó bị kẹt ở đâu mất tiêu nữa rồi. Rồi xong viên luôn. Mắc con hàng của quân đội rồi các bạn. Chút nữa giờ mình không biết nó làm sao luôn á. Mắc thằng VIP của quân đội rồi. Rồi luôn, rồi luôn. Chưa kịp thử chế độ lội nước đó các bạn. Ôi, bị cảnh sát phát hiện liên tục luôn à. Và hai cò để mình lấy ra thử nha. Đây các bạn. Đó. Lội nước, lội nước, lội nước, lội nước. Ơ, cái gì vậy? Sao quân đội nó lội nước được mà? Lội nước chưa kịp hết các bạn ơi. Nó chìm xuống luôn rồi. Chán ghê luôn á. Cái bản này nó chưa có hoàn thiện các bạn ơi. Đây chỉ là bản thử đó mà. Bản này là bản thử nghiệm thôi các bạn. Chắc có thể là quân đội nói với mình đó là khi cái bản sau các bạn, cái phiên bản thế hệ thứ hai á, thì đâu có thể nó lội nước được nha. Còn phiên bản thế hệ này thì lội nước không được rồi các bạn. Xuống nước xém chút xíu nó là chìm luôn á. Rồi mấy cảnh sát ơi, bỏ qua đi mà. Có một cái túi thôi, có tiền đâu. Vậy mà anh cũng đuổi theo em nữa, 5 sao luôn các bạn. Có một cái túi chứ chứ dữ liệu mặt thôi mà. Mấy làm gì căng thẳng như vậy? Tha cho em đi, tha cho em đi. Ui, liên lạc radio các kiểu các bạn. Đó, mình nghe được luôn cả radio của cảnh sát nha các bạn. Mình bắt được hết luôn á. Cái bộ đồ này VIP lắm các bạn ơi. Ờ, cái chiếc trực thăng nó hack các bạn ơi. Hồi nãy mình chạy tới là đâu có đâu các bạn. Trời ơi. Chiếc trực thăng nó chơi hack rồi. Cái đoạn hồi nãy mà nếu như mình không té các bạn thì bây giờ có thể là mình mắc sao rồi đó. Tại cái đoạn hồi nãy đen quá đi. Đó, được rồi các bạn ơi. Quay trở về khu quân đội và giao hàng thôi. Nào. Được 900 mấy chục đô đó các bạn ơi. Tiền đô mình đâu có cần đâu, chỉ là mình cần đồ thôi, 99.000 đô các bạn, 99.000 đô. Trong cái túi dữ liệu này nó không có gì đâu các bạn. Rồi, đi về khu quân đội thôi. Vô tình đổi được màu sơn cho khu quân đội luôn các bạn ơi. Nào 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 nào. Cứ từ từ, bình tĩnh, tự tin và không cây cú. Rồi bây giờ mình về mình sẽ cởi bộ đồ ra nha các bạn. Chứ mặt nó khó chịu ghê luôn á. Nào, anh trai quân đội ơi, em về đây. Ui da, cái gì vậy? Cái chiếc máy bay đó các bạn, nó xuất hiện bất ngờ quá, mình không thấy luôn á. Mấy anh trai quân đội ơi, em đem đồ về rồi đây. Ngày hôm nay là nhiệm vụ là hoàn thành nè các bạn, thử nghiệm xe cũng hoàn thành luôn. Cái gì mà ai lo làng vậy? Ôi ơi, đánh nhau các kiểu luôn kìa các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để con xe này lại đó nha các bạn. Mình mới nghe thông tin hình như là ngân hàng chỗ này vừa bị cướp hay sao đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với đội Cora của mình ở đây để xem thử nha. Hên hơn mình vào đó mình mót lại các bạn. May mắn thì được đâu đó tầm khoảng 1-2 triệu đô, như vậy nó cũng đỡ khổ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với đội Cora của mình đến ngân hàng đó để coi thử nha các bạn.
Không biết là có còn dư miếng nào hay là không đây. Vào đó dắt thử thôi các bạn ơi. À, anh trai bán trái cây. Ngày hôm nay lại có duyên nữa rồi các bạn ơi. Mình lại gặp ảnh nữa rồi. Ui da. Xin lỗi ông anh nha, xin lỗi ông anh nha. Các bạn xem kìa. Hai anh chị kia đang đứng lượm mua trái cây, mình đụng phát một hết hồn bỏ chạy luôn các bạn. Rồi, anh trai bán trái cây ơi. Ngày hôm nay anh trai bán được không? Ngày hôm nay anh trai bán được không? Rồi các bạn, cái biển bán trái cây của người ta đụng banh biển luôn. Hello anh trai. Ngày hôm nay sao anh bán được không anh? Ngày hôm nay sao anh bán được không? Ôi, sao anh trai bỏ chạy rồi? Em chưa hỏi thăm thôi mà. Anh trai làm gì căng thẳng như vậy? Anh trai bỏ chạy nè. Anh trai bỏ chạy nè. Ủa? Ra nhắn tin cho mình đây. Các bạn ơi, ở trong điện thoại có tin nhắn nè. Để mình lên xe rồi mình đọc thử luôn nha. Của Skyler gửi cho mình hả? Ồ, mình nhớ cái đây tuần trước là mình đã kêu Skyler đi vô trong khu quân đội để thử bộ đồ cái gì mà Samurai TX gì rồi mà ta. Sao bây giờ Skyler lại nhắn tin qua cho mình nữa? Rồi, lên xe đi cô ra vàng. Wow, cái gì vậy? Quân đội hiện tại đang bắt giữ Skyler. Tin nhắn này đã gửi đi cách đây một tuần trước. Như vậy mà mình không để ý. Sao mình ẩu dữ vậy ta? Skyler nhắn tin cho mình mà mình không đọc luôn các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình phải lại khu quân đội mà giải cứu Skyler thôi các bạn. Không xong rồi, không xong rồi. Thôi, mình bỏ vụ cái ngân hàng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bay thẳng đến khu quân đội luôn. Ôi, căng dữ vậy ta. Vậy là quân đội đã lừa Skyler rồi các bạn ơi. Lúc đầu mình đã nói với Skyler rồi mà hãy cẩn thận với quân đội. Vậy mà không chịu nghe. Quân đội cũng đã lừa mình từ lần này đến lần khác rồi các bạn. Nhưng mà được cái mỗi lần lừa xong á, thì quân đội lại cấp cho mình thêm món vũ khí khác nha các bạn. Giống như cái cây súng ngoài hành tinh đó. Đó, cây súng mà chuyên trị mấy con mà trâu bò đó các bạn. Khẩu súng đó cũng là của quân đội tặng cho mình luôn nha. Trời ơi, Skyler này ẩu thiệt chứ. Mình đã dặn rồi như vậy còn không chịu nghe mình nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ lại sân bay nha các bạn. Mình sẽ tìm lại chiếc máy bay của mình. Đây này các bạn ơi, chiếc máy bay mà đội Cora hay làm nhiệm vụ này các bạn. Đó. Lần này đi 4 người luôn các bạn ơi. Khỏi cần kêu Kelly với lại là Captain Cat đi các bạn. Đi 4 người thôi. Anh em ơi, lên được thăng lên đi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải cứu Skyler. Mọi người đừng có tranh chỗ mà. Máy bay này rộng lắm luôn á. Tranh 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 hoài đi. Chán lắm luôn á. Rồi, tiến thẳng đến quân đội thôi các bạn ơi. Đây, mình để sẵn chế độ đi các bạn ơi. Vào đó mà quân đội hé gì hả? Mình bắn quân đội luôn các bạn. Này thì dám bắt giữ Scaler của mình hả? Không biết Scaler cũng là thủ ở trong đội Cobra hay là sao? Dám bắt thí nghiệm nè. Này thì dám bắt thí nghiệm nè. Ủa, mà sao chiếc máy bay này nó bay chậm như vậy ta? Mình nhớ là thông thường nó bay cũng nhanh lắm các bạn ơi. Kỳ vậy? Hay là mình lấy lộn chiếc rồi? Nhiều khi lấy lộn chiếc rồi đó các bạn ơi. Con này bay chậm quá. Mình phải bay thấp thôi các bạn ơi. Bây giờ tìm Skyler thì chỉ có hai chỗ thôi các bạn. Thứ nhất là nhà kho. Còn thứ hai sẽ là cái tháp nha. Cái tháp trung tâm là chỉ huy đó các bạn. Chỉ có một trong hai chỗ đó thôi. Bây giờ mình sẽ đi từng chỗ mình tìm nha. Rồi rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Cái gì mà bay chậm dữ vậy? Bay đúng chậm luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào khu quân đội nha. Được rồi các bạn ơi. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nó bay chậm quá. Mình biết nó bay chậm vậy hả? Lúc nãy mình teleport cho rồi các bạn. Chứ nó bay chậm cái này chán ghê luôn á. Nào anh em ơi, cẩn thận nha anh em. Cái này mình nếu như đi một mình các bạn là có thể mình nhảy dù xuống nha. Rất tiếc cái này là mình đi nguyên đội Cora rồi các bạn ơi. Chưa chắc Cora vàng, Cora xanh, Cora tím có dù đâu. Rồi, ta thấp xuống, ta thấp xuống. Nhà kho đầu tiên hả? Nhà kho thứ hai. Rồi, bây giờ mình sẽ đến nhà kho thứ hai nha các bạn. Cứ từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Đáp xuống thẳng nha các bạn ơi. Chỗ này mình thấy nó có khá là nhiều bãi đáp nè. Đó. Có thể là quân đội họ chưa biết mình đến đâu các bạn ơi. Mình sẽ tạo cho quân đội một cái bất ngờ nha. Ui, thôi mà, thôi mà, thôi mà, đừng có nhắm mà. Cái gì chưa gì hết mà vừa bay đến đây cái nhắm rồi. Tên lửa tự động nha các bạn, tên lửa tự động nha. Đó, đáp xuống đây luôn. Tranh chở với là mấy chiếc máy bay vận tải luôn các bạn. Anh em ơi, đi qua đây kiểm tra thôi anh em. À, cái súng của mình chứ các bạn. Đội Cora ngày hôm nay đổi súng nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cầm cái súng ở trong khu quân đội nha. Cái súng này mạnh lắm các bạn ơi. Nào mọi người, tiến thẳng qua nhà kho số 2 thôi. Trong đây không biết có Skyler hay là không nữa. À, có rồi các bạn ơi, Skyler kìa. Ủa, tại sao Skyler lại đứng ở đây? Skyler báo với mình là quân đội hiện tại đã bắt giữ Skyler mà. Nào mọi người bắt giữ Skyler đúng không? Ui trời, sao bắn trúng Skyler rồi? Nào Skyler chạy đi Skyler ơi, chạy đi chạy đi chạy đi. Để mình bắn mọi người cho, để mình bắn mọi người cho.
Nè, chạy với mình nè, chạy với mình nè. Ồ, các bạn ơi, có súng luôn kìa. Nè thì chạy với mình nè. Đúng rồi anh em, được con ra ơi. Hãy giúp Skyler đi. Đúng rồi các bạn, Skyler bỏ chạy rồi. Không sao đâu, một chút nữa mình sẽ tìm lại Skyler nha. Ôi, lại tắt sao nữa hả? Chán ghê luôn á. Mở sao lên cho nó vui các bạn. Đó. Ôi, này thì xe tăng với mình nè. Này thì xe tăng với mình nè. Bắn nổ luôn các bạn ơi, xe tăng với mình nè. Đây rồi các bạn ơi, Skyler đã quay trở lại rồi. Đúng rồi Skyler ơi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Này thì xe tăng hả? Mình sẽ đứng gần cho xe tăng nó bóp luôn các bạn. Đó các bạn nhìn nè, xe tăng nó đứng gần nhau á, nó bắn chút xíu nó bóp, nó tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Ôi, này thì bắn hả? Dám bắn mình hả? Dám bắn mình hả? Đúp nè, đúp nè. Mà công nhận khẩu súng này cái tiếng hay ghê luôn các bạn ơi. Đó các bạn, cái tiếng này đúng hay luôn á. Ở đâu nữa, ở đâu nữa, ở đâu nữa mọi người. Bắn đi mọi người ơi, bắn đi mọi người ơi. Ủa rồi, có ra vàng, có ra tím. Có ra tím đâu ta, sao bắt tim có ra tím rồi. Đúng rồi, có ra tím ơi, bắn đi có ra tím. Này này, dám bắn đòi con ra của mình nè. Dám bắn đòi con ra của mình nè. Ui, trái, trái, trái. Chạy, 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 chạy. Trái thì mình chạy nha các bạn. Mình cực kỳ ghét xe tăng luôn á. Mình chỉ thích bắn nhau với lại cảnh sát quân đội thôi các bạn ơi. Xe tăng nó bắn khó chịu lắm, nó bắn nổ liên tục à, mình không kịp làm gì luôn á. Nào, lại đây nè, lại đây mình tìm mình nè, lại đây mình tìm mình nè. À, mình sẽ lấy khẩu súng này mình chơi luôn các bạn ơi. Đúng rồi, khẩu súng này của mọi người tặng cho mình nè. Mọi người nhớ không? Mọi người nhớ không? Bắn 4 phát là nổ thôi các bạn ơi. Quân đội họ tặng cho mình nè. Ôi, ở đâu nó vậy? Núp nè, núp nè, núp nè, núp nè. Ui, hụt rồi, hụt rồi. Núp nè, bắn ngay vào luôn các bạn ơi. Núp nè, núp nè, núp nè. Được lắm, được lắm. Núp với mình đi, núp với mình đi. Núp với mình đi. Núp với mình đi. Bắn nổ xe tăng luôn các bạn ơi. Bắn nổ xe tăng luôn. Bắn nổ xe tăng luôn. Ơ, chưa nổ nữa hả? Nổ xe tăng luôn rồi. Được rồi mọi người ơi, chúng ta rời khỏi khu quân đội thôi. Như vậy đúng rồi các bạn ơi. Này nha, mấy người trong quân đội nha, mai mốt không được phép bắt người của mình nữa. Nghe chưa? Nghe chưa? Bắn cảnh báo đó nha, bắn cảnh báo đó nha. Mai mốt không được phép bắt người của mình nữa. Mình cho mượn người thí nghiệm rồi, còn muốn giữ người của mình luôn là sao? Là sao? Là sao? Bắn cho mấy quả bazooka luôn các bạn. Nào đội cô ra, né sang một bên đội cô ra ơi. Được rồi mọi người, rời khỏi đây thôi, rời khỏi đây thôi. Mình vào đây thêm chút xíu nữa các bạn, sẽ tăng kéo ra đầy nhóc luôn á, là mình khỏi chạy luôn á. Ui, nào mọi người tranh thủ lên nhanh đi nha. Xe tăng nó đến nó bắn là chạy không kịp đâu. Có mấy khẩu súng số đậm luôn các bạn, mà đội cô ra của mình không bắn kìa. Hai ba khẩu luôn á, hơi bị nhiều luôn nha. Nhìn lên đi mọi người ơi, bắn chút xíu là nổ bây giờ nè. Hả? À, cái gì mà cứ nhảy lên nhảy xuống hoài vậy? Nào, ôi ơi, con đa xanh con đa tím ơi. Mình không biết lý do vì sao luôn các bạn ơi, mà mấy con nhân vật này nè, nó cứ nhảy lên nhảy xuống hoài à. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, con đa xanh. Xe tăng đến rồi kìa. Con đa xanh ơi, đi ra đây theo mình nè, đi ra đây theo mình nè. Con đa xanh mạnh lắm các bạn ơi, không sao đâu, không sao đâu. Đó, mình đã nói rồi mà. Ui, các bạn ơi, xin chút xíu nữa là bắn trúng mình rồi. Mình đã nói rồi, anh em cứ lên chung với mình đi. Tự nhiên lên rồi cứ nhảy xuống, lên rồi cứ nhảy xuống, chán ghê luôn á. Mình 4 sao thì hả? 4 sao thì bình thường rồi các bạn ơi. Mình muốn 5 sao, 6 sao kìa, chơi mới vui. Nè, 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 ui, 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 ui. Ui các bạn ơi, lượng hơi bị ghê đó nha anh phi công. Anh phi công lượng hơi bị ghê đó nha. Bắn phát một trái đuôi luôn các bạn ơi. Anh phi công lái bị ghê đó nha, nhưng mà sao bằng mình được các bạn. Thành viên của đội Cora mà. Đúng rồi, bắn đi mọi người, bắn đi mọi người ơi, bắn đi mọi người ơi, bắn đi mọi người ơi. Chán Cora xanh ghê luôn các bạn ơi, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, rốt cuộc rồi mọi người bỏ lại rồi. Bây giờ để mình đáp xuống nha. Rồi luôn, nổ luôn rồi các bạn, mình mới nghe tiếng nổ cái đùng kìa. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình đậu ở đây nha. Ôi, hey, nghĩ sao vậy cảnh sát? Quân đội còn không sợ nữa, huống chi là cảnh sát. Nào, Cora xanh. Đây các bạn ơi, chỉ cần mình sử dụng cái bản mod map editor thôi là Cora xanh sẽ xuất hiện liền luôn á. Cái tiếng này đảo ta. Cái tiếng này nghe đúng đảo luôn các bạn ơi. Mình thích cái tiếng của khẩu súng này quá. Rồi, cảnh sát nè, cảnh sát nè, còn đâu không? Còn đâu không? Còn đâu không? Nè. Bazooka nè, bắn một phát một là nổ hết luôn nha. Đúng rồi, Skyler ước gì vậy? Ủa?
Có nổ đâu mà né. Đã nổ đâu, trời ơi, né như là thật luôn các bạn ơi. Rồi trực thăng nè, này thì trực thăng nè, trực thăng nè, bắn cho xì khói luôn. Đúng rồi, rớt xuống nổ luôn đi nha, rớt xuống nổ luôn đi nha. Được rồi các bạn ơi, được rồi các bạn ơi, ngon lành luôn á. Ôi chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ôi được đó các bạn ơi, được đó các bạn ơi. Này thì cảnh sát nè, ở lộn rồi, được nhiệm siêu quát nè, bắn cho đại các bạn. Mình trốn sau thì easy rồi các bạn ơi, cái này chủ yếu mình bắn cho đại nha. Bắn kiểu phi số luôn đó các bạn. Rồi đó, sủi càng rồi anh em ơi, lên trực thăng chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nơi này thôi. Lên trực thăng này anh em ơi, như vậy được rồi, như vậy được rồi. Mình tưởng nó lên không được chứ. Nè mọi người, lên luôn nha, đừng có nhảy xuống. Rồi xong phim luôn các bạn ơi, anh em Cora cứ nhảy xuống liên tục à. Rồi Skyler, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Đúng rồi. Ôi lại Cora tím nữa hả? Cái gì vậy Cora tím? Lên thì lên luôn đi. Mình không biết sao mà mọi người cứ lên rồi xuống, cứ lên rồi xuống các bạn. Mình chán cái kiểu này lắm nha. Rồi Cora tím nữa. Người ta đã lên hết rồi các bạn ơi, mà cứ lo tím mà không biết lý do vì sao mà cứ lên rồi xuống, cứ lên rồi xuống. Mình về này các bạn chút nữa đợi siêu quá thôi sẽ là gần mình. Trời ơi, con ra tím bò luôn kìa, họ sẽ lo mình xuống khỏi máy bay nha các bạn, như vậy không ổn đâu. Chán con ra tím quá ta, hết con ra xanh rồi đến con ra tím. Mọi người ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi các bạn ơi, hư chiếc trực thăng của mình rồi, hư chiếc trực thăng của mình rồi. Nào mọi người, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bay thôi các bạn ơi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Mình bay thấp xuống cho bắn nè. Cảnh sát bắn chiếc máy bay của mình muốn ngừng luôn các bạn ơi, động cơ nó bị xì khói luôn rồi kìa. Rồi mọi người bắn đi nha, chứ gặp mình là mình bắn phi sót luôn á. Ngày hôm nay giải cứu Skyler như vậy thì cũng khá là ok rồi các bạn ơi, thành công rồi đó. Nhiệm vụ mà các bạn, đội Cora ra tay làm nhiệm vụ là thành công liền luôn á. Không có nhiệm vụ nào làm khó được đội Cora đâu. Trời ơi, nghĩ sao tìm được mình vậy? Hồi nãy con xe kia là mình lái hay bị gà mía các bạn. Chứ nghĩ sao mình lên được chiếc trực thăng này rồi làm sao tìm được mình. Cái kia thì mình lái hay bị gà nha, gà mía luôn các bạn. Gà mía là lái gà nè, cùi bắp nè, mà cùi mía luôn nữa, là cái bằng gà mía đó các bạn. Lái kiểu gà mía nha. Rồi, trốn thoát cảnh sát được rồi các bạn ơi, ngon lành luôn, ngon lành luôn, ngon lành luôn. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của bạn rồi ha. Ngày hôm nay nhiệm vụ thì mình làm thấy khá là ok rồi các bạn ơi. Nào anh trai cảnh sát ơi, đừng tìm đến em nữa nha. Đừng tìm đến em nữa, như vậy được rồi, như vậy được rồi. Mà anh có tìm đến em nữa thì cũng không làm gì được em đâu. Mình giải cứu thành công Skyler rồi các bạn. Wow, phía kia cảnh sát đang tìm mình quá chừng luôn. Còn phía bên đây có cả trực thăng nữa hả? Này thì trực thăng với mình nè. Ui nào, né 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 né. Cái màn mà trốn trực thăng các bạn là nó tốn thời gian nhất luôn á. Mình trốn cảnh sát thì dễ lắm các bạn ơi, trực thăng nó không có soi map á, trốn khó dã man luôn á. Nào 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 nào, mắc sao đi, mắc sao đi, mắc sao đi, mắc sao đi. Mình sẽ đáp xuống ở đây luôn nha các bạn. Rồi được rồi các bạn ơi, bây giờ sân bay cảnh sát quằn nhiều quá cho nên là mình sẽ đáp nó ở đây luôn. Ơ, cảnh sát đi hết rồi các bạn ơi, cảnh sát đi hết rồi, cảnh sát đi hết rồi. Ok. Ngon lành chưa các bạn, giải cứu thành công được Skyler rồi ha. Nào 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 nào, đáp xuống, đáp xuống. Ôi con xe kia hình như là chỉ được 4 người thôi các bạn ơi, mà đội của mình thì đến 5 người lận. Ủa rồi sao bây giờ đây? Đâu, đi 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 đi. Mình không biết sao cứ mỗi lần mình xuống xe nó toàn bị kẹt ở chỗ đó thôi các bạn. À, để mình tìm một con xe nào đó đi được 5-6 người nha. SUV nè, con nào mình quên mất tiêu rồi ta, Patrol hả? Ôi hàng này không được đâu các bạn ơi, hình như là hàng Uproad các bạn, hàng Uproad đi được nhiều nè. Đây các bạn ơi, con này đây, con này đây đó. Đúng rồi, cô ra vàng cầm súng đúng ngầu luôn các bạn. Ok, vừa mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha, tạm biệt các bạn. Bye bye.